Thì cha xứ chỉ là người thay mặt cho giám mục để về đây để quản trị giáo xứ này, phục vụ quý ông bà và anh chị em giáo dân nơi đây. Nhiệm vụ của cha xứ là nối kết tất cả mọi người trong tình hiệp thông. Nhiệm vụ của cha xứ là tạo một mối liên hệ tốt với những người không cùng tôn giáo. Cha xứ về đây không phải hẳn chỉ là đóng vào khung bốn bức tượng nhà thờ, nhưng mà phải đối thoại với những người không cùng tôn giáo với mình, xây dựng cái nhịp cầu đối thoại và hài hòa với chính quyền địa phương cũng như là với những người không cùng tôn giáo với mình. Bởi vì Chúa Giêsu truyền cho chúng ta là đi giảng đạo cho mọi người cơ mà, chứ có trừ ai đâu. Cho nên chúng ta phải truyền giáo cho mọi người. Vì thế mà cha xứ là người thay mặt cho bề trên giáo phận về một giáo xứ và làm việc theo định hướng chung của tổng giáo phận, có bổn phận trước hết là chăm sóc các linh hồn, đồng thời xây dựng một mối hài hòa với những người không cùng tôn giáo với mình và với chính quyền dân sự để tạo nên một cái sự thông cảm và phát triển ở mọi khía cạnh. Phải lưu ý cả về vấn đề phát triển môi trường nữa, phải không được bơm hóa chất ra ngoài làm ô nhiễm môi trường. Phải làm sao để có cổ võ sự công bằng, cổ võ sự bác ái, cổ võ tinh thần tôn trọng công ích. Đức Giáo Hoàng bây giờ chú ý rất nhiều đến môi trường. Trong các bà nghĩ là chỉ có cái nhà mình sạch thôi, còn rác rưởi với lại vứt hết ra ngoài mặc kệ. Theo tinh thần của Đức Giáo Hoàng là không được đâu. Bởi vì chúng ta phải chăm sóc ngôi nhà chung này, phải bảo vệ môi trường sạch sẽ, chứ không phải là đèn nhà ai nhái rạng. Mà chúng ta phải bảo vệ môi trường chung, bởi vì nếu chúng ta bảo vệ môi trường chung là chúng ta bảo vệ chính bản thân mình. Có nhiều nơi người ta không nghĩ đến cái điều đó, không nghĩ đến lương tâm, không nghĩ đến đạo đức. Cho nên người ta sẵn sàng ướp trái cây hóa chất và thực phẩm hóa chất. Nhưng mà đó là cái điều có tội với Chúa đấy, có tội với Chúa và mình đang đầu độc đồng bào mình. Thế thì nói đến giáo xứ thì nó có tài sản đi cùng. Không, các bà nghe cho rõ nha. Nói đến giáo xứ thì nó có tài sản của giáo xứ, mà tài sản của giáo xứ là tài sản của giáo hội. Nói như thế có nghĩa là gì? Tài sản quý giá nhất của giáo xứ đó là anh chị em tín hữu. Không, các bà, là tài sản quý giá nhất của giáo xứ, của giáo hội này. Không, các bà, là những tài sản quý giá nhất của giáo hội. Khi chúng ta nói đến tài sản, chúng ta thường nghĩ ngay đến tiền bạc ao hồ. Cũng đúng. Nhưng mà ưu tiên quý giá nhất đó là các linh hồn. Vì thế cho nên cha xứ phải chăm sóc các linh hồn, quản lý như là tài sản quý giá nhất. Nửa đêm mà có người gọi kẻ liệt thì phải đi kẻ liệt. Không thể nào nói là tôi đang ngủ tôi không đi được. Đang đá bóng mà có người gọi đi kẻ liệt phải đi. Không thể nào lý do tôi đang thể thao không đi được. Bởi vì các linh hồn là ưu tiên. Phần đối của các linh hồn là ưu tiên số 1. Phần đối của các linh hồn là ưu tiên số 1.